Thành Phương xin chào bà con. Thì đây là 10 con máy xe hoạt đậu phộng đang chuẩn bị bốc lên xe để giao về tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định. Thì con máy này được sản xuất theo cái công nghệ là tiên tiến và hiện đại nhất nha. Tất cả các chi tiết từ nhỏ cho đến lớn thì sẽ được cắt bằng cái con máy CNC laser. Cho nên cái độ chính xác và cái độ bền của máy thì rất là cao ha. Bà con mà mua con máy này thì cứ yên tâm mà sử dụng. Thì Thành Phương cũng sẽ bảo hành cho bà con làm 1 năm. Bà con mình mà làm cái đậu phộng thì không thể nào mà thiếu cái con máy này á bà con. Đây là một cái trợ thủ đắc lực cho bà con. Nó sẽ tiết kiệm tiền nhân công lao động, và mình sẽ chủ động được cái thời gian mà mình xuống giống nha. Rất là hiệu quả. Thì đây là cái anh tài xế, anh đang sắp xếp thứ tự để chuẩn bị mà mình bốc lên xe. Thì bà con nào mà có nhu cầu mua máy thì xin liên hệ với Thành Phương nha. Qua số điện thoại là 0987 422 454. Rồi, Thành Phương xin chúc cho bà con được một mùa bội thu và được vạn sự như ý. Rồi, xin tạm biệt bà con.